Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 7, kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an sẽ diễn ra. Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển. Thông tin từ Cục Đào tạo Bộ Công an, công tác tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm nay sẽ có một số điều chỉnh liên quan đến điều kiện tiêu chuẩn cho một số nhóm đối tượng như là người dân tộc thiểu số, chiến sĩ nghĩa vụ, tại ngũ để tăng nguồn tuyển, duy trì xét tuyển theo 3 phương thức và mở rộng thêm các chứng chỉ quốc tế được xét tuyển thẳng. Vấn đề chính sách ngày hôm nay, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an sẽ trao đổi làm rõ thêm về công tác chuẩn bị cũng như những lưu ý đối với thí sinh trước khi bước vào kỳ thi tuyển quan trọng này. Cảm ơn đồng chí Cục trưởng đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí ạ, đồng chí có thể cho biết một cách cụ thể hơn về những cái điểm mới đáng chú ý trong công tác tuyển sinh của Bộ Công an năm 2023. Công tác tuyển sinh của Bộ Công an năm 2023 thì về cơ bản vẫn thực hiện như năm 2022. Tuy nhiên là có một số những điều chỉnh để tăng cái nguồn tuyển, như là điều chỉnh về cái điều kiện tiêu chuẩn cho một số nhóm đối tượng như người dân tộc thiểu số, chiến sĩ nghĩa vụ, tại ngũ để tăng cái nguồn tuyển. Và chúng tôi vẫn duy trì xét tuyển 3 cái phương thức, thì trong đó cái phương thức thứ nhất ấy là xét tuyển đối với cái thí sinh đạt giải trong cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế ở bậc trung học phổ thông, có cái môn trùng với cái tổ hợp xét tuyển vào các trường công an nhân dân. Cái phương thức thứ hai ấy là mở rộng thêm đối với các em có những cái chứng chỉ quốc tế khác tương đương với 7.5, như là bổ sung thêm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Hàn. Đây cũng là những cái nguồn học sinh để sau này có thể tham gia vào các học bổng nâng cao khác. Năm 2023 thì có cái chỉ tiêu đào tạo trung cấp chính quy dành cho học sinh phổ thông. Thì từ năm 2017 đến năm 2022 là không có cái chỉ tiêu dành cho đối tượng này. Và năm 2023 thì Bộ Công an đã dành ra hơn 900 chỉ tiêu và chia theo cái địa bàn tuyển sinh đối với hệ trung cấp để vào các trường như là trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, hệ trung cấp của trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, hệ trung cấp của các trường Cao đẳng Công an Nhân dân. Và năm 2023, Bộ Công an tiếp tục duy trì tổ chức cái kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các học viện trường Công an Nhân dân. Trong đó, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an là chiếm một cái trọng số là 60% điểm xét tuyển, và điểm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì chiếm cái trọng số là 40% điểm xét tuyển. Và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển theo cái ngành, theo trường đó. Do đó thì Bộ Công an sẽ sử dụng một cái tổ hợp cao nhất trong các tổ hợp để thí sinh đã đủ điều kiện đăng ký xét tuyển để xét tuyển vào các trường công an nhân dân. Do đó sẽ có một điểm trúng tuyển chung dành cho các thí sinh trong cùng một địa bàn xét tuyển. Thưa đồng chí Cục trưởng ạ, chia sẻ cụ thể hơn, với cấu trúc đề thi vẫn giữ ổn định như năm 2022 ạ, để có thể đạt kết quả cao thì thí sinh cần có những cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào? Đặc biệt là có rất nhiều các em học sinh là có tâm lý là sẽ phải luyện ở các cái lò luyện thi. Về vấn đề này thì đồng chí có những cái chia sẻ như thế nào để các em có sự chuẩn bị tốt nhất và cũng có được những cái sự tự tin đối với bản thân mình ạ? Vấn đề này là giành được rất nhiều sự quan tâm của xã hội và các thí sinh cũng như là phụ huynh học sinh. Và chúng tôi cho rằng là với cái dạng thức đề thi, cái ma trận đề thi thì chúng tôi đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và từ năm 2022 thì chúng tôi đã công bố cái dạng thức đề thi này rồi. Thế thì với cái cấu trúc của đề thi thì cũng giống như năm 2022 thì cái bài thi sẽ có hai phần. Đó là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Và các em sẽ làm bài kể cả hai phần này là trong vòng 180 phút. Đấy, các em sẽ làm liên tục kể cả trắc nghiệm và tự luận trong vòng 180 phút. Vậy thì cái kiến thức ấy, như chúng tôi đã công bố ấy, là cái kiến thức là tập trung 80% vào kiến thức lớp 12, còn lại 20% là kiến thức lớp 10, lớp 11. Thế như vậy thì các em chỉ cần nắm chắc cái kiến thức phổ thông là các em có thể tham gia cái kỳ thi này rồi. Và để hỗ trợ cho các em năm nay ấy, làm cái bài thi trắc nghiệm tốt ấy, thì chúng tôi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Chúng tội phạm sử dụng nghệ cao, Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu để xây dựng cái tổng đài tuyển sinh công an nhân dân. Và ở đó thì chúng tôi đã đưa lên rất nhiều cái đề thi thử để cho các em có thể luyện cái đề đó. Đấy, thì các em chỉ cần vào cái tổng đài tuyển sinh công an nhân dân đấy, và lựa chọn cái gói đề thi thử thì các em có thể làm được những cái bài thi này rồi. Và khi luyện được cái bài đó mà luyện tốt thì tôi cho rằng là khi mà vào thi ý, thì các em sẽ
không bỡ ngỡ để làm cái đề thi, bài thi của Công an Nhân dân. Thì tôi cho rằng là nếu như vậy thì các em sẽ có những cái kinh nghiệm cũng như là những kiến thức tốt để phục vụ cho cái kỳ thi của mình. Thưa đồng chí Cục trưởng, năm nay là năm thứ hai mà chúng ta đã đưa vào hoạt động Tổng đài Tuyển sinh Công an Nhân dân. Qua 2 năm thực hiện như thế và đặc biệt là năm nay với rất nhiều những cái điểm mới, thì đồng chí Cục trưởng đánh giá như thế nào về hiệu quả của website trong công tác đào tạo tuyển sinh và cung cấp thông tin đối với các thí sinh cũng như là phụ huynh học sinh liên quan đến kỳ thi đánh giá của Bộ Công an ạ? Năm 2022 thì chúng tôi đã đưa vào cái Tổng đài tuyển sinh để hỗ trợ cho các em, tuy nhiên cũng chỉ là những cái thông tin bằng tính chất trao đổi trên cái tổng đài điện thoại. Tuy nhiên thì năm nay để rút kinh nghiệm từ cái năm trước và cũng để hỗ trợ cho các em ấy có thể làm được những bài thi tốt, thì năm nay chúng tôi đã đưa lên trên cái trang Tổng đài Tuyển sinh Công an Nhân dân ấy hàng ngàn đề thi, một cái số lượng đề rất là nhiều. Thế chính vì vậy các em có thể vào chọn những cái gói đề thi và tập dượt làm những cái đề thi đó. Và khi tập làm những cái đề đó rồi thì chắc chắn khi vào làm bài thực thì các em sẽ không bỡ ngỡ và các em sẽ có những kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm để làm những cái đề thi, làm những cái bài thi và đạt kết quả tốt trong cái kỳ thi tuyển sinh này. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí Cục trưởng đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.